Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của mình. Và mình là Tuấn Trung Tá. Thưa các bạn, thì trước mắt chúng ta đó là một sản phẩm công nghệ vừa mới ra mắt và nhìn cái logo rất là quen thuộc, đó chính là GoPro. GoPro phiên bản này, phiên bản Fusion à, các bạn đọc như thế nào cũng được, đọc Fusion, Fusion hay là cái gì cũng được, nhưng mà nó là Fusion. Và cái độc đáo của chiếc camera này đó là quay được 360 độ cũng như chụp ảnh được 360 độ. Và tất nhiên thì chúng ta chỉ cần biết như vậy là ok. Quan trọng nhất đó là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unbox nó, khui nó ra để xem nó có những thứ gì. Và với giá hiện tại thì cũng khá là căng, 18 triệu đồng. Và tất nhiên thì với 18 triệu đồng thì trong này có một số phụ kiện kiểu như đi kèm thôi. Tất nhiên chơi GoPro thì các bạn cũng đã biết, thì dân chơi xe hay là những anh em mà yêu GoPro á, thì quá hiểu là đối với chiếc GoPro chúng ta mua chiếc máy xong là chúng ta còn tốn tiền mua phụ kiện nữa. Và phụ kiện nó rất là đốt tiền. Đó là chưa kể nếu các bạn mà muốn quay được hết video 4K trở lên, và đặc biệt là những video 4K 360 độ thì ui giời ơi, tiền thẻ kinh hoàng luôn. Tiền thẻ nhớ là các bạn hơi bị căng, bởi vì sao, phải cần một thẻ chất lượng cao và tốc độ cao. Còn đây, đối với chiếc GoPro Fusion này là nó đã quay đến với chất lượng là 5,2K mà 360 độ. Chúng ta cứ tưởng tượng những cảnh mà quay hay chụp ảnh mà nó xung quanh chúng ta có thể xem được hết tất tật tật, đó chính là 360 độ. Chúng ta có thể xem trên trời, dưới đất, rồi xem xung quanh các kiểu, thì đó chính là 360 độ. Và mình cũng đã sử dụng khá nhiều các thiết bị, và hôm nay chúng ta đã có trên tay cái chiếc GoPro Fusion, một cái thứ mới nhất, và mình cũng tự hào là một trong những anh em ở đầu tiên tại Việt Nam có chiếc máy này để phục vụ cho các bạn, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ khui nó, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cùng xem nó có những cái sức mạnh như thế nào. Cái đầu tiên đó là nó có thể chụp ảnh được 18 megapixel 360 độ. Tha hồ, đi ra ngoài đường chỉ cần cầm phát chụp phát thì về nhà tự chọn lấy góc luôn, tự chọn thích góc nào mình chơi góc đấy, đúng không ạ? Ví dụ đi ngang qua các em gái xinh xinh ha, mình giả vờ mình cầm như thế này mình chụp, nhưng thực tế là về các em là đứng bên cạnh mình vẫn lấy được. Đấy, đó là bí quyết. Cái thứ hai đó là khả năng quay video của nó là lên đến 5,2K, một cái chất lượng rất là tuyệt vời. 5,2K mà 30 frame hình trên giây là một chất lượng rất là kinh khủng. Tiếp nữa là có thể quay được 3K, chất lượng 3K với 60 frame trên giây và 360 độ. Mình nhấn mạnh là 360 độ, rất khó xử lý với tất cả các những cái anh em chưa quen. Và tất nhiên thì chúng ta ngoài cái sở hữu được chiếc máy ra thì chúng ta phải sở hữu một cái cỗ máy tính cực kỳ khủng. Phải nói một lần nữa là cực kỳ khủng, bởi vì khả năng render của nó rất là khó khăn. Bản thân mình đã làm nhiều rồi và mình đang sở hữu một cái cỗ máy tính cấu hình cũng i9. Nói chung là thứ gì cũng maximum chơi thế, nhưng mà nó cũng đã lết. Nó lết luôn các bạn. Đối với video 4K thì nó có thể là render ngang tương đương với cái thời gian của clip. Nhưng mà với cái video 4K mà 360 thì nó lết thực sự là như vậy. Thứ hai là cái cần để anh em quay tay rất là thích, đó là khả năng chống rung. Chúng ta đã gặp ở ngay trên GoPro 6. Phiên bản GoPro 6 nó thực sự là một cái phiên bản GoPro chống rung rất là huyền thoại. Chúng ta có thể cầm tay để quay, không cần phải gimbal là những cái thứ chống rung nha. Còn đối với con này 360 độ thì chúng ta sẽ hơi phân vân một tí, là đó là sợ nó rung, nhưng mà đã có khả năng chống rung điện tử của nó trong này. Tiếp nữa là cái khả năng overcap zoom. Thì cái tính năng này thì các bạn cũng đã nghe, là có nghĩa là thế nào nhỉ? Chúng ta có thể chụp những thứ xung quanh này về xong cắt cúp như vậy. Đấy. Nữa là cái tính năng chống nước thần thánh mà một số dòng camera không có mà GoPro vẫn đưa vào đây. Đó là chúng ta xuống chơi với cá ha, xuống bơi lặn ngụp với các em xinh tươi và vẫn quay bình thường. Coi như chúng ta tự quay mình, nhưng mà về quay các em thì xuống nước được dưới 5 mét là chống nước được, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là tính năng nhận diện giọng nói rất là hay, bởi vì nhiều lúc chúng ta đang bật tay, ví dụ đang ôm người yêu hoặc là đang còn hai tay đang còn lái xe, đúng không ạ? Đang lái xe mà chúng ta không bấm được thì chúng ta chỉ cần ra lệnh cho nó nhận dạng được mười mấy thứ tiếng các bạn. Tiếng Việt của chúng ta chưa có, nhưng mà tiếng Anh thì các bạn bập bẹ vẫn chơi được, tập được vẫn chơi được, là nó nhận dạng giọng nói và chúng ta có thể ra lệnh cho nó cái việc là
quay video này hoặc là chụp ảnh là nó ok luôn. Tiếp nữa, khả năng highlight tag và location, tức là những cái này thì các bạn cũng đã biết là mình có thể là đo được cái tốc độ mà quá trình chúng ta di chuyển trên đường là có phần mềm Quick của GoPro đều chơi được hết về biết được cái tốc độ các ông đi như thế nào. Và highlight tag là những cái đoạn mà video nào đẹp ấy, chúng ta có thể lưu ý lại. Tiếp nữa là phần âm thanh của nó là nhận dạng được kiểu âm thanh vòng 360 độ. Có nghĩa là khi các bạn vuốt màn hình nhá, vuốt màn hình ở vị trí trước thì chúng ta nghe âm thanh như thực như đang nói tóm lại là nó như trong cuộc sống. Chúng ta vuốt qua bên kia thì chúng ta lại nghe âm thanh của phía bên kia, đúng không? Rất là rõ ràng. Rồi, quá trình đóng hộp của chiếc máy này thì cũng khá là to, nó kiểu giống như một cái con len máy ảnh ấy các bạn. Nó giống như một cái con len máy ảnh, nó khá là to và phía ngoài ghi cũng đúng chất như những gì mà GoPro, một cái hãng camera hành động, nó đã chất ngay từ xưa đến giờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox nha. Vũ khí để mà unbox hay còn gọi là khui hộp thì của mình nó vẫn là rất là quen thuộc. Ngầu không? Quá ngầu luôn. Thưa các bạn thì đừng có nghĩ bậy, bởi vì cầm dao thì cầm dao thế thôi, nhưng mà khui hộp sẽ chả làm gì. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải khui bằng cái này, sẽ không thể bốc được. Và phần khui là ở đây nha. Và cái cảm giác mà khui được những cái thứ gì đầu tiên nó sướng lắm các bạn. Bây giờ mà chúng ta sẽ... Ôi giời ơi, nó đi ngọt lắm ý. Úi giời ơi. Đấy, chúng ta đã xong cái phần gọi là khui hộp. Và cái dao đấy chỉ có nhiệm vụ như vậy thôi. Cắt hai đường rất là ngọt. Và chúng ta sẽ lấy nó ra xem nó có cái gì nào. Vâng, nhân vật chính của chúng ta là cái hộp. À, mình xin lỗi, cái này. Đây, cái hộp này thì bạn ơi, hãy xem đây. Đóng gói rất là chuyên nghiệp và pro. Và nhân vật chính của chúng ta ở đây nha. Đấy, ok chưa? Quá ổn. Nhìn nó khá lạ nhỉ. Nó có hai mắt, hai bên nó sẽ bảo đảm trách được hai công việc, tức là nó sẽ quay chụp một cái khung hình phía bên này và bao quát hết như những gì mà chúng ta đã dùng trên GoPro, đúng không? Và cái thứ hai đó là cái mắt bên này nó cũng vậy, và mặt bên kia thì cái kích thước của nó bằng cái gì? Bằng bàn tay à? Bằng bao thuốc, to hơn bao thuốc một tí xíu. Chắc chắn là nó sẽ to hơn con GoPro của mình rồi. Con GoPro 6 mình vẫn đang dùng 3 con thì nó sẽ bằng bàn tay của chúng ta. Bàn tay của mình cũng khá bé nhá, chúng phải lớn lắm đâu. Đây, như thế này. Thế nào nhỉ? Dùng ví dụ như iPhone xoạc đi, iPhone X đi. Đây, như thế này. Thì nếu như mình đưa vào đây thì các bạn có thể tưởng tượng là bằng một nửa con iPhone X, một nửa con iPhone xoạc nhá. Một nửa con iPhone xoạc, các bạn có thể thấy là nó bằng một nửa thôi. Một nửa con iPhone X để chúng ta có thể hình dung được cái vấn đề. Đấy, một nửa con iPhone X này. Và phía dưới này chúng ta có thể thấy là cái phần mà bắt đế phụ kiện vào đây và cầm tay nha. Thì thôi ok, tí nữa chúng ta sẽ bàn sâu vào cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta công việc là phải xem trong hộp nó có cái gì. Đầu tiên thì vẫn là có một cái thứ gọi là sách hướng dẫn sử dụng trước khi mà dùng. Thôi, khỏi hướng dẫn, mấy bạn mà không quen về tiếng Anh hoặc là không quen về tiếng Lào, tiếng Thái thì thôi khỏi đọc luôn, cầm cho vui. Mà nhớ là trong này nó thế nào nó cũng có một cái tem thế này. Đấy, cái này mới gọi là bố của ếch. Các bạn lấy ra dán vào máy tính, dán vào những cái thứ gì, dán vào xe được gì thì nó sẽ rất là đẹp trai. Bởi vì nhìn vào là thấy luôn chuyên nghiệp, hoành tráng, tao đang dùng GoPro. Phần trên này được đóng gói bằng một cái xốp khá là đẹp mắt và cảm giác sờ nó rất là đã. Sướng này. À, ok. Trong hộp của chúng ta đây là phụ kiện. Phụ kiện của GoPro Season là sẽ gồm có một cái bao cao su. À nhầm. Cái hộp bảo vệ nhá. Hộp bảo vệ. Cái này cái hộp bảo vệ của Fusion mà mình sẽ bỏ tạm vào đây. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích nhân vật chính của chúng ta sau. Bỏ vào đây. Chống sốc luôn. Cảm giác cái hộp nó bằng nỉ và chống sốc, có xốp, chống sốc đàng hoàng luôn. Đây nha các bạn, sách hướng dẫn bảo có bên này, không quan tâm lắm. Rồi tiếp theo, đây chính là một chiếc đế. Chiếc đế mà chúng ta có thể gắn GoPro lên đây. Gắn nó lên như này này, để chúng ta có thể bắt bất cứ ở chỗ nào. Và cái đế này thiết kế ở phía dưới đáy này nó là hình cầu.
nó tròn tròn và chúng ta có thể gắn vào mũ bảo hiểm hoặc là những cái chỗ nào tròn tròn đó, chỗ nào tròn mình gắn được thôi. Và tất nhiên thì ở đây là sử dụng băng keo 3M, cho nên các bạn yên tâm là nó bám rất chắc, mình chạy tốc độ bao nhiêu cũng không được, nhưng mà đừng chạy tốc độ quá cao vì mình có thể móm. Cái đề thứ hai là đế mặt phẳng, chúng ta cũng thấy rất là quen thuộc đối với những cái dòng GoPro khác, thì cái đế thứ hai thì nó là mặt phẳng và chúng ta sẽ đính vào mặt phẳng nha. Hai cái đế. Cái thứ ba là một cái dây cáp USB, cái loại mà Type-C ấy. Rồi, cái này thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải giao tiếp với nó qua cái cổng USB Type-C này và có thể đi cắm ké được nha. Sạc cũng qua đây luôn. Dây. Cái thứ tư. Cái gì đây? Đừng có nghĩ sai, cái này chỉ là cái chân thôi. Khi cần dùng thì cũng có thể dùng được. Bì quá cũng có thể dùng được. Đừng nghĩ bậy nha. Ok. Đây, mình sẽ bóc cái này ra. Nó cũng có cái bao bảo vệ như chính những gì mà mình đã thấy. Không có gì thay đổi, đây chính là cái chân của GoPro Fusion. Và chúng ta có thể gắn được GoPro 6, GoPro 5 vào đây là vẫn vô tư nha các bạn. Đây, cái này có một cái thiết kế rất là hay. Ngoài này bằng cao su này, mình cầm rất đã, cầm rất là mát tay, cầm cực kỳ sướng luôn. Ở đây thì nó có ba cái chân nó ép vào như thế này và chúng ta có thể, đấy, các bạn hiểu cái vấn đề chưa? Đấy, mình bỏ cái này xuống luôn. Rồi, đây, nó bỏ cái chân vào đây và chúng ta có thể bỏ được GoPro Fusion lên đây hoặc là GoPro gì lên được, những quả mà chúng ta quay 360 hoặc làm gì chúng ta bỏ đấy thì ấy, nhưng mà đề phòng bỏ đấy phải lưu ý không bay lúc nào không biết. Cái chân như thế này và cái chân này này có một cái hay là đây, nó rút ra được làm cái gậy tự sướng nha. Các bạn có thể tự sướng selfie các kiểu rất là dễ, xem độ dài bao nhiêu nào. Một tầm khoảng 60-65 gì đấy. Tay mình cũng không phải là dài. Có những thứ khác mình dài nhưng mà tay mình không dài lắm. Ok. Cũng đẹp. Ở đây có cái logo GoPro và nó bằng su nên là nó khá là giảm chấn. Thiết kế rất là chắc chắn các bạn. Cái này mà nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì dễ bị luộc. Anh em nó luộc một phát rồi xong phim. Đẹp lắm. Đẹp luôn các bạn. Quá đẹp luôn, cầm rất là đầm tay. Rồi, đây là cái chân của nó. Đi du lịch chỉ cần một con này là chúng ta là bao quát hết. Và cái cuối cùng đó là nguồn sống cho các em. Đó chính là viên pin. Viên pin của GoPro Fusion. Để xem nào. Viên pin nó thì bằng hai ngón tay nha, hai ngón tay thôi, bằng hai ngón tay thôi. Cũng bé bé xinh xinh và mình bóc ra mình xem dung lượng nó bao nhiêu. À, trong nguyên pin còn có một con vít nữa, con ốc này nữa mà chúng ta có thể vặn vào đây này để vặn GoPro vào nha. Cái này thì mất nó thì chúng ta có thể lấy cái vít của những cái dòng khác vặn vào được. Rồi, tiếp nữa đó là viên pin đây. Thưa các bạn, đây chính là viên pin và trên viên pin chính hãng này là có chữ GoPro. Với dung lượng ghi ở đây, dung lượng pin là 2620 mAh, tức là cái dung lượng nó rất là lớn thì đảm bảo cho chiếc GoPro 360 của chúng ta, Fusion của chúng ta hoạt động liên tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc GoPro Fusion nha. Bóc ra khá là ổn định bởi vì làm thế này bảo vệ rất là tốt. Đây, sau khi mà chúng ta bóc nó ra là nó sẽ như thế này. Và theo mình quan sát thì xung quanh của chiếc GoPro này mình thấy là có khá nhiều những cái lỗ nho nhỏ kiểu như là micro. Đấy. Rất là nhiều cái lỗ. Cái thứ hai là phía dưới chân của nó thì sẽ có cái chỗ để chúng ta gắn đồ vào. Mình thử gắn cái này vào nha. Đây. Thao tác mọi thứ nó cũng khá là đơn giản nhưng mà tiền thì hơi đắt thôi. Chúng ta sẽ phải dùng cái này nhưng mà tốn thì 18 triệu là giai đoạn giá bây giờ, nhưng mà khi mà sử dụng được nó thì có lẽ chúng ta phải tốn thêm tầm khoảng thẻ nhớ tầm khoảng 3 triệu nữa mới gọi là tạm thời đủ. Đấy, nó kiểu như thế này. Được chưa? Nữa là các bạn có thể xem bên trong ruột của thằng
GoPro Fusion này có cái gì. Ở phía trên này thì các bạn thấy rằng là có một cái nút power, một cái nút nguồn và một cái ký hiệu chữ mode, thì là nút nguồn của nó sẽ là bật lên, và thêm nữa là có một cái chế độ nữa là chuyển đổi giữa các chế độ quay phim chụp ảnh ha. Đây, mình cũng lần đầu tiên bóc nó ra thôi. Và trên này, ok, ở đây thì có những cái răng để có thể giúp cho GoPro chống nước. Và cái ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ để chúng ta có thể nhét nhét cái thứ gì thì các bạn biết là nhét cáp nha. Nhét cáp, đây, nhét cáp vừa sạc vừa có thể là copy dữ liệu ra. Rồi, xong. Phía bên này là một cái khe phía bên này nữa, bên hông phía bên này nữa, chúng ta sẽ thấy cũng có răng chống nước ở phía bên này. Và đây là cái lỗ nhét pin các bạn. Và quan sát của mình thì ở đây GoPro Fusion là dùng đến 2 thẻ nhớ. Có nghĩa là cái số tiền chúng ta mua thẻ nhớ sẽ là ít nhất là 5 triệu. 5 triệu là mất tiền mua thẻ nhớ nữa, là cộng với 18 triệu của con Fusion này nữa, thì vị chi chúng ta ít nhất chi ra tầm 23 triệu thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Chứ còn mà nếu như mà dùng những cái con thẻ nhớ mà đều hoặc là thẻ nhớ tốc độ thấp thì xin thưa các bạn, quay vứt không ăn thua. Và đây sẽ có hai cái khe thẻ nhớ. Hai cái khe thẻ nhớ nó nằm ở phía dưới này. Và đây là cái lỗ nhét pin. Mình sẽ nhét pin vào. Mà chưa có thẻ nhớ. Ok, phập. Phía sau bên pin cũng có ký hiệu luôn hai cái chữ là slot SD1 và SD2. Ký hiệu thẻ nhớ. Rồi, ok, GoPro Fusion của chúng ta đã được lắp pin vào. Bây giờ mình sẽ bật lên xem em nó như nào nha. Bằng cách nhấn một phát bên nút mode. Đây đây đây, đèn màn hình đây. Đấy, nó vẫn chít chít kiểu như chuột, như con GoPro 56 thế. Đấy, nó vẫn là như vậy và quá trình setup. Và ok, đây bây giờ chúng ta đã unbox xong chú GoPro Fusion, một cái sản phẩm đỉnh cao về công nghệ của GoPro được giới thiệu. Và bây giờ chúng ta đã có để có thể test thử. Tất nhiên thì chúng ta sẽ có những cái clip sau để trải nghiệm và xem thử các góc quay của GoPro Fusion là nó như thế nào nha. Đây, các bạn có thể thấy nó sẽ đẹp trai như thế này. Rất đẹp trai luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để còn đón xem các clip mới nha, và các trải nghiệm về GoPro Fusion. Bye bye và hẹn gặp lại.